Xin chào các bạn. Hôm nay nhóm nghiên cứu tiến hóa đa dạng sinh học có được dịp để giới thiệu với các bạn về các hoạt động nghiên cứu của chúng tôi. Nhóm chúng tôi là nghiên cứu trong lĩnh vực tiến hóa và đa dạng sinh học, thì tập trung chủ yếu trong cái đối tượng là động vật, thường thường là các nhóm như là nhóm những cá, nhóm định cư và nhóm học cạn. Hiện nay nhóm chúng tôi đã có ba chủ đề mà chúng tôi tập trung vào hiện nay. Thứ nhất là về nghiên cứu về cái sự mà di cư, phân tán và kết nối những các loài cá ở trong nước ngọt cũng như trong biển, hoặc là khả năng phục hồi của chúng cũng như là cái yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cái sự phân bố của chúng như thế nào. Thứ hai đó là cái hướng đó là nghiên cứu và xây dựng những cơ sở dữ liệu về sinh học phân tử, về tiến hóa cũng như là đặc điểm sinh học của những một số loài đối tượng, là nó có giá trị kinh tế cũng như đặc thù mà hiện nay đang bị khai thác một cách nó không có bền vững. Thì cái thứ ba đó là góp phần chúng tôi muốn góp phần nghiên cứu về cái việc bảo vệ cũng như là cái rừng đầu nguồn cũng như là nguồn nước. Thì chúng tôi dựa vào cái nhóm sinh vật đó là lưỡng cư, thì làm công nghiên cứu nghiên liên quan đến những quần xã lưỡng cư dưới ảnh hưởng của tác động của việc can thiệp của con người như thế nào. Thì đó là cái ba chủ đề chính. Thì để mà hiểu rõ hơn thì các bạn có thể theo dõi những cái nhóm nhỏ trong cái phòng thí nghiệm, tôi sẽ trình bày với bạn nghe về cái hướng này cụ thể hơn trong cái nghiên cứu cụ thể của bạn đó. Một trong những hướng mà chúng tôi đang nghiên cứu hiện tại đó chính là nghiên cứu về lịch sử sự sống của các loài cá di cư. Thì cá di cư được biết đến là những loài thường thì chúng sẽ sinh sản ở một nơi, sau đó là chúng sẽ di chuyển rất là nhanh về một cái thủy vực khác để sinh trưởng và phát triển, và sau đó thì có thể là quay lại cái thủy vực ban đầu để sinh sản. Nhóm cá này thì đặc biệt là rất là dễ bị ảnh hưởng bởi sự liên kết giữa các thủy vực cũng như là môi trường sống, do là trong quá trình phát triển của chúng thì chúng cần nhiều loại môi trường sinh cảnh khác nhau. Thì hiện nay đối tượng chúng ta đang thực hiện đó là loài cá bông lau. Đây là loài cá có giá trị kinh tế cao và được đánh bắt khá là nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì chúng vẫn chưa có được nuôi, do là những cái đặc điểm sinh học của chúng vẫn chưa hiểu rõ. Thì chúng ta dựa trên hai công cụ là sử dụng đá tai, một cấu trúc cứng ở trong tai trong của cá, và chúng ghi nhận những cái yếu tố môi trường trong suốt cái quá trình phát triển của cá. Đồng thời là chúng tôi sử dụng công cụ DNA môi trường, là những cái phân tử DNA của các loài sinh vật được bỏ lại trong cái môi trường sống của chúng, như là trong đất hoặc là trong nước. Thì những cái nghiên cứu về cá di cư này có vai trò trong việc xây dựng những cái chính sách quản lý và phát triển khai thác thủy sản, cũng như là quản lý nguồn nước giữa các dòng sông xuyên quốc gia như là sông Mekong. Xa hơn nữa thì chúng tôi muốn ứng dụng cái công cụ đá tai này để nghiên cứu về lịch sử sự sống của những cái loài cá di cư quý hiếm khác trên sông Mekong, như là cá hô, cá tra dầu, đồng thời phát triển công cụ DNA môi trường để nghiên cứu và quan trắc sự thay đổi của thành phần loài trong những cái khu vực. Tại phòng thí nghiệm động vật, công cụ sinh học phân tử được chúng tôi ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái và tiến hóa các loài động vật. Cụ thể hướng nghiên cứu của tôi đang thực hiện đó là tập trung tìm hiểu cái mối quan hệ giữa các cái dòng sông thông qua việc phân tích tiến hóa và phát sinh chủng loại của các loài cá nước ngọt, hay là tìm hiểu dòng đời của các loài cá biển để mà cung cấp các cái thông tin về bãi đẻ, bãi ương dưỡng của các loài cá có giá trị kinh tế như là cá mú, cá khế hay là cá cơm, từ đó đề xuất lên các cái vùng nào có thể được khai thác, vùng nào cần được bảo tồn, để hướng tới phát triển cái ngành kinh tế thủy hải sản mà vẫn phải duy trì cái bền vững của tài nguyên đa dạng sinh học. Nhóm chúng tôi tập trung vào việc là phân loại các loại cá biển ở giai đoạn sớm, dựa vào việc là phân loại bằng đặc điểm DNA để tìm ra các dấu hiệu phân loại hình thái chính xác, cung cấp những cái thông tin cơ bản cho các nghiên cứu sâu hơn về sinh thái, phân bố lịch sử đời sống của một số nhóm cá biển quan trọng. Từ đó, những cái thông tin này có thể góp phần có những cái tác động tích cực đến việc quản lý, phục hồi sản lượng cá và khai thác cá biển bền vững.
Ngoài những nghiên cứu về các loài cá bản địa thì nhóm chúng tôi cũng tập trung vào nghiên cứu về các loài ốc cạn. Thì ốc cạn là một nhóm sinh vật rất là đa dạng và nó chỉ thị tốt cho điều kiện môi trường. Một số cái loài ốc cạn thì còn được sử dụng làm nguồn thực phẩm cho những cái nhóm động vật khác cũng như là cho con người. Thì hiện tại chúng tôi đang có một số cái dự án nghiên cứu tại khu vực Đông Nam Bộ về loài ốc cạn tà bứa. Thì đây là một cái loài ốc có kích thước rất là lớn, như mọi người có thể thấy là cái bề ngang của cái con ốc này có thể là bằng một cái bàn tay của mình. Thì ốc cạn tà bứa được người dân địa phương sử dụng như là một cái nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và có giá trị kinh tế rất là cao. Chính vì vậy mà cái ốc tà bứa đang bị khai thác và sử dụng quá mức tại một số cái khu vực thuộc miền Đông Nam Bộ. Cụ thể hơn là chúng ta đang tiến hành những cái nghiên cứu về phân bố môi trường sống cũng như là thực trạng cụ thể của ốc tà bứa trong tự nhiên. Để thực hiện những cái nội dung này thì chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại những cái khu vực mà loài ốc này phân bố, quan sát và ghi nhận những cái điều kiện môi trường sống cũng như là tập tính của cái loài ốc này tự nhiên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp cái việc là phỏng vấn cộng đồng địa phương để xác định được những cái mối nguy hiểm nào đang đe dọa đến cái quần thể loài ốc cạn tà bứa. Thì những cái thông tin này sẽ cung cấp những cái dữ liệu khoa học để góp phần cho những cái nhà quản lý địa phương có thể là khoanh vùng được những cái khu vực nào mà cần ưu tiên bảo vệ cái loài ốc này, cũng như là những cái dữ liệu này sẽ là cái cơ sở để dự đoán được cái sự phân bố địa lý của cái loài ốc tà bứa ở khu vực miền Nam Việt Nam. Mục đích cuối cùng mà chúng ta muốn hướng đến đó chính là khôi phục và phát triển bền vững cái quần thể ốc cạn tà bứa tại Việt Nam trong tương lai để có thể sử dụng bền vững hơn cái nguồn tài nguyên này. Thì trong 5 năm vừa rồi thì cũng công bố được hơn 20 bài báo quốc tế, ISI cũng như là một số người ở trong nước. Thì những cái thông tin này luôn luôn cập nhật hàng năm và đưa vào những cái chương trình học chính khóa, ví dụ những môn như là tiến hóa đa dạng sinh học hay những môn thực tập tài nguyên đa dạng sinh học vào những mùa hè hoặc những mùa xuân. Thì bên cạnh đó thì ngoài những hoạt động ngoại khóa cho các bạn sinh viên, ví dụ như tham gia các chương trình nghiên cứu của các anh chị, những thành viên trong nhóm nghiên cứu chúng tôi, thì có thể tham gia vào những cái khâu ví dụ như là đi khảo sát thực địa, hoặc là những cái khâu ví dụ như là tham gia trong phòng thí nghiệm vân vân. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái liên kết, những cái hoạt động mà đem đến cộng đồng, xây dựng những hoạt động như là thanh niên bảo vệ môi trường, tìm hiểu tiến hóa đa dạng sinh học, tài nguyên sinh học, với ví dụ như vừa rồi chúng tôi có làm việc với lại khu dự trữ văn hóa Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có hỗ trợ cũng như là phối hợp với lại xây dựng cho các cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cho ở các địa phương. Ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng tôi đã xây dựng được cho cái cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, đặc biệt là những cái cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học về tài nguyên biển cho tỉnh Trà Vinh, hoặc là vừa qua cung đảo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà khi mà nói tiến hóa đa dạng sinh học thì nó đâu có dừng lại trong cái biên giới được, đúng không? Vậy thì bắt buộc đương nhiên khi làm trong lĩnh vực này thì chúng ta phải có những cái hợp tác quốc tế. Ví dụ như là với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển của Hoa Kỳ, tôi có một cái chương trình ví dụ như là xây dựng mạng lưới đào tạo cho những cái nhà nữ khoa học nghiên cứu về lưỡng cư, cùng với lại tạo được những cái hệ thống với các trường đại học, ví dụ như trường đại học Kasetsart của Thái Lan, hoặc đại học quốc gia Lào, đại học khoa học và tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, và với những cái đối tác ví dụ như là bảo tàng lịch sử tự nhiên của North Carolina. Ngoài ra cũng trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng có kết hợp được với lại cơ quan nghiên cứu phát triển của Pháp, thì họ đã gửi những chuyên gia về nghiên cứu khai thác bền vững tài nguyên biển. Hàng năm chúng tôi đều có tổ chức những cái buổi tập huấn rồi training cho một số những kỹ năng về chuyên môn. Riêng với chúng tôi thì nó đem lại rất là cái sự mở mang và đóng góp rất là nhiều cho cái sự phát triển của về mặt nghiên cứu về tiến hóa và đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung, cũng như là cho cái trường học tự nhiên hoặc là khoa sinh học công nghệ sinh học của chúng ta.